chạy đua ti luôn á. Mỗi là đi cái gì? Xíu nữa mình sẽ quay cái điểm khác biệt của 899 và 959 cho bạn xem nha. Anh em sẽ đổ bên này. Ồ, chưa có ai hết bạn, vắng lắm. Ý là mọi người cùng cùng dạo phố, cùng đi chơi á, với mình đó, chứ không phải là đi chơi với mình. Má nói gì ta? Đó, em coi cái demi nè. Em nhìn cái demi này nè, nó bự mà nó xệ, nó đưa ra ngoài quá trời luôn. Còn của anh nó là nó cục, nó ngủng mà. Nè, em nhìn cái miếng đen này nè, nó ra đây nè ha. Rồi, em coi miếng của anh nè, nó có chút xíu à. Đó, cho nên nhiều người ta không thích cái đầu này. Đây nè, cái phần fairing bên phải á, nó quát ra ngoài. Còn bên đây nó ôm vô nè. Đó, em thấy nó mập hơn chút xíu thôi, nhưng mà nó bự hơn thì nó không bự. Giống như là ngồi xanh vậy, chứ không phải là ngồi một con gọi là cảm giác mà ngồi lên mình thấy nó bự hơn hay là mình thấy nó nhỏ hơn thì cái nó quá. Em thử ngồi xanh đi. Được kìa. Nó cao hơn chứ ta. Tại vì anh đang tăng lên chiều cao giống anh mà. Chuẩn của anh á, cao lắm. Thấy chưa? Khó chịu liền. Đúng vậy. Thì các bạn cũng nhớ xem clip là cái món mình lên đầu tiên là những cái ốp carbon đó. Shop mở đèn là có mình, mà không có mình thì mình cũng ở sau lưng à, mình cũng đi lai gần gần để thôi. Lúc nào shop cũng mở hết nha mọi người. Logo mới đẹp không xã? Mới các bạn. Thì mình chưa công bố đâu, để giờ là quay clip và công bố rồi quên. Ok, để mình chi tiết sau. Xã bốn để xuống dưới hay là để trên này? Ok ok. Rồi mình đi quay cái nha, đợi mình chút. Dễ tìm lắm các bạn, có thể tìm là đối diện bệnh viện MCAT cũng ra shop mình nữa. Đợi bên xíu nha. Cắm chìa khóa ở đây rồi phải. Bây giờ thì mình sẽ đi gặp một người em ở gần nhà, ở ngoài Hà Đô các bạn. Cô mới mua con 899, muốn dọn sơ sơ, cho nên anh em sẽ gặp nhau để mà uống cà phê và mình sẽ tư vấn mình dọn cho người em đó. Thì mình làm rất là nhiều xe rồi các bạn cũng biết, nhưng mà tại vì mình làm, mình cũng lấy đồ cái bô mình làm rồi mình đem xe đi dọn nên mình không có cửa hàng gì hết trơn. Anh em thích cái phong cách và sợ không biết phải làm như thế nào thì cứ liên hệ mình sẽ hỗ trợ cho các bạn chuyện đó nha. Tức là yên xe, mọi thứ đồ chơi mình mang cho rất nhiều anh em. Cái cửa này điểm cái nó cũng hơi nhỏ cho nên mình để đây mình ra vô nó cũng không được chịu lắm. Nhưng mà biết sao giờ các bạn, mình mà để xe ở đây á thì lái xe đi mình đóng máy ở cứng cứng rồi. Sao là bánh xe bị gì? Chạy đó nó không có lẹ. Ta nghĩ mà. Có những cái kính này thì mình cũng có nha, rom hết. Chi tiết thì các bạn liên hệ mình. Áo, mọi thứ có liên hệ mình nha. Em để cửa? Dạ dạ. Thì mình chỉ lấy cái lẫn mình kinh doanh thôi.
Còn tất cả các phòng ở trên thì mình cho thuê các bạn. Cho nên là mình quản lý và mình cho họ thuê lại. Là mình cũng làm giá rẻ lắm, mình thử là rất nhiều cô chú anh chị học sinh sinh viên thuê, mà hiện nay thì hết phòng rồi. Nhà mình lúc nào cũng full phòng hết. Thành thử là Vinh cũng nhiều khi mình cũng bận nhiều việc á. Rất là nhiều công việc mình phải chỉnh sửa nhà nè. Rồi mình phải làm hồ sơ, mọi thứ nó cũng phức tạp, mình thấy là nhiều việc để làm đó các bạn. Đôi khi là sẽ không phải là bỏ hẳn, mà mình sẽ bỏ bê và mình khá là không tập trung vào cái kênh YouTube. Thì nếu anh em nào xem lâu thì anh em biết là cái thu nhập từ YouTube nó rất là ít, cho nên mình làm vì đam mê á, và thiệt sự là mình quảng cáo và mọi thứ là cũng để cho vui cái niềm đam mê của mình. Về xe mình đâu có bỏ được, và mình biết được, quen được nhiều anh em hơn trong giới, nó cũng vui. Nói chung là có nó thì mới có mình hôm nay, mà ngược lại mình cũng nói nhiều lần rồi, cho nên mình không có bỏ được đâu, mình phải làm. Dù là cũng có năm, cũng có lúc là mình muốn bỏ, mình không làm nổi á, nhưng mà thôi, chia sẻ với mọi người cho vui, có cái để nói. Ok, thì đây sẽ là clip mình sẽ lên trong vòng tối mai. Tại vì sao các bạn, mình còn nợ các bạn rất là nhiều clip Hà Nội, mình biết. Mình rất là xin lỗi, và cái clip này cũng là một cái clip để mà nói với các bạn là mình vẫn làm, vẫn đang làm. Nhưng mà những clip Hà Nội á, mình dựng rất là công phu các bạn. Nó có rất là nhiều sụt, nó có rất là nhiều clip cinematic, thành thử là mình không có dựng ẩu được. Thông tin rồi mọi thứ nó cũng nhiều nữa, cho nên là mình cần có thời gian để mà mình làm á. Sorry mọi người nha, mình không có muốn làm mẫu, mà mình trước giờ mình cũng chẳng có muốn làm mẫu bao giờ cả. Rất là khó chịu, cho nên cái clip quay GoPro dạo phố này nó sẽ rất là nhanh nè. Đi luôn, đi luôn. Hello em, đồ, xe đẹp quá. Dạ. À hả? Mới lấy mà đúng không? Dạ, em cũng lấy bên Vương Khang. À. Bữa em đi qua em làm giấy thì như là em thấy chiếc anh đó. À, đổi lên. Con một gấp đúng không? Dạ, đúng rồi. À, giờ đi dạo cũng được, tại vì hồi nãy anh sợ mưa á, cho nên anh nghĩ hồi nãy mưa nên không đi, bây giờ không mưa thì đi. Anh em mình đi ra quận nhất ngồi cho nó mát cũng được. Xe đẹp quá. Ok, let's go. Quạch ra nha, đi thẳng không đi, em đi thẳng đi. The fuck? Sao lại tắt máy trời? Hai con 959. Ok, thì đó, nó là như vậy đó. Và những cái clip GoPro này nó rất là nhanh các bạn. Thông tin mình nói liên tục cho nên nó lẹ lắm. Mình về mình dựng để cho lên luôn, để cho các bạn biết là các bạn cứ đợi bên, bên sẽ hứa làm là bên làm. Không có bom hàng các bạn đâu. Trời ơi, các bạn nhắn tin rồi comment trên Facebook, YouTube nói là sao lâu quá, phần Hà Nội chưa xong lâu quá vậy anh. Là vui rồi đó. Không ai muốn lâu hết trơn á, nó bận thiệt. Ok vậy ha. Rồi bây giờ thì dạo phố với mình đi. Con mà bạn này nói là mình chưa lấy đâu, mình cọc thôi à. Phải sang tháng mình mới lấy các bạn. Và tại sao mình lại lấy thì các bạn hãy đợi những clip sau nha. Ô đô nhiêu rồi? 20.000 hả? Mới ha, mới đó. Mới. Là đầu tiên em chạy đua tư luôn á. À, mỗi là đi cái gì? Trước là đi CBR 600. À. Nó cũng nhỏ. Thì
thì 600 anh cũng chơi 600 đó. Anh biết rồi. Sao mà anh bán nổi không? Đúng rồi. Tại vì anh tính là giữ con 600 nó lại, nhưng mà cái anh đó anh muốn mua quá nên mới bán á. Chứ con đó anh dọn nhiều lắm, anh dọn nhiều con này nhiều. Con đó là full đồ chơi luôn mà. Em thấy anh chạy không cũng dọn quá trời. Ờ, tài lé à. Đi thẳng thôi. Ừ, mình đi quận nhất mình đi thẳng cho khỏe. Hết xăng đấy chứ, đi. Thành hai con nó dỗ 899 với 959 nó dỗ phê. Mình có cái camera 360 nhưng mà đợi ra quận nhất thì mình nắm cắm cho mình quay nha. Qua khúc này xíu là hết. Kiến này nó gần quá, anh thử là nó gắn 360 bên sợ cái người bên nó chồm lên như vậy nó che hết rồi không biết nữa, nhưng mà để thử sao. Cái đòn xe con 959 này nó ngắn á, cho nên là mình gắn cái nó cũng không có giống mấy con XMR xưa mình lắp. Thật ra là nó không bự hơn mấy hết em, nó chỉ khác là nháo xíu thôi chứ nó không có bự hơn. Ờ, nó nè em nhìn nó giống nhau hả? Hai con nó y nhau hả? Có cảm giác là nó bự hơn xíu. Cái đuôi em nhọn hơn xe anh. Cảm giác thôi. Với lại xe anh nâng cao lên rồi, nó đúng cái chiều cao của anh rồi. Nè em thấy anh cho anh đúng rồi. Xíu nữa mình sẽ quay cái điểm khác biệt của 899 và 959 cho bạn xem nha. Cái đùi nó khác các bạn thấy không? Cái đùi nó bự hơn. Bự hơn, nhọn hơn. Mình đậu hai con cái bên là dễ nhất. Qua luôn baby ơi, qua luôn tình yêu ơi, đúng rồi. Không phải
phải là cứ 959 là sẽ có nhiều người thích hơn đâu. Dù là nó mới hơn, nó mạnh hơn xíu nhưng mà không đâu các bạn. Cái form áo á, cái dàn áo nó khác đó, thành thử là cũng cũng tùy gu nha. Chứ để mà nói mà 959 mạnh hơn rồi mới hơn, thật ra là cũng đúng, nhưng mà một phần thôi, chênh lệch nhau không có quá nhiều. Cho nên mọi người vẫn tùy vào cái form thì mọi người sẽ chọn coi là cái gu đó nó như thế nào. Tùy gu. Làm ơn nên nhớ là cái lường này là dành cho xe, dành cho người đi bộ. Cho nên làm ơn nhớ nhường giùm mình cái. Rất nhiều người ngộ nha, mình thấy rất nhiều rồi. Người ta bước lên cái lane đó rồi là các bạn phải là auto nhường. Rất nhiều người chen giữa, chen đuôi để mà giành đi. Một góc tê ha. Anh em nào cứ hỏi sao Vinh không lên một góc thì anh em cứ chuyển khoản phụ Vinh là mình lên liền, hứa với các bạn luôn. Giỡn chứ mình vẫn đợi một cái bộ của cái ông anh mình gửi về. Ông anh rất là thân lắm. Anh gửi về từ Mỹ về tháo xe luôn. Là ảnh có dư ra một cái con 1299. Ảnh tháo nguyên cái dàn chân đó gửi về cho mình. Thì mình hỏi bạn tội gì mình phải đi mua một cái dàn chân ở đây làm gì các bạn, đúng không? Mình đâu có biết được cái dàn chân nó ngon lành hay như thế nào đâu. Còn đây anh mình gửi về cho mình rồi, mình phải nhận thôi. Đây là thấy nó khác liền ha. Anh em có coi đá banh không? Mình chỉ coi được đúng đá banh Việt Nam thôi, banh nước ngoài là thua. Chắc là do mình không có cá độ, thử là không có mặn mà lắm. Cho nên là đá banh đồ này nọ mình không có coi. World Cup thì lâu lâu cũng có coi lại mấy cái highlight của mấy cái trận World Cup, hoặc là tới mùa World Cup mình sẽ xem những cái trận mà có những idol của mình, chứ không có theo dõi sát sao các bạn, không rành lắm. Phải mê phải rành thì coi nó mới vui. Nhưng mà các bạn nhớ mùa Euro này giữ mình nha, làm gì làm nha, quá chớn. Với lại đừng cho ai mượn xe. Thấy cũng vui, nó kiểu như cho mượn xe chạy ở đây một xíu, thường là không có thấy trả lắm, thấy giỡn thôi các bạn ơi, chứ ai đâu làm vậy ha, đúng không? Có không các bạn? Có thiệt không ta? Mình nghĩ là cũng có chứ, trên đời này có gì mà không thể xảy ra, đúng không? Mượn chạy đây xíu. Tiền gặp mày nữa. Ui trời ơi, Sài Gòn đẹp quá đỉnh. Đi đâu đi chứ về Sài Gòn nó vẫn phê. Không biết, cứ đi thôi, anh cũng đâu biết đâu. Không, em không có đi buổi tối chứ. Anh cũng vậy, chắc phải mấy tháng rồi em rủ anh mới đi chứ anh cũng không đi. Lâu lắm rồi, kênh anh cũng không có clip nào đây buổi tối hết á. Đậu đây là đúng lịch sự luôn, không phiền tới ai hết. Cái xe mình ổn không? Bây giờ chiếc xe mình đâu ổn đâu. Xe mình ok thôi.
nay là thứ tư, không có đóng, không có đóng phố nè, nhưng mà đông kìa, thấy chưa, thứ tư mà đông dễ sợ. Ngày thường mà đông dễ sợ. Muốn anh tính cậu con này như thế nào không? Thì trước mắt là đặt cái gấp, anh lấy anh đặt rồi, cặp mâm V4, machete V4, rồi trước mắt là như vậy thôi. Nó gắn vừa cái này thôi. Không, phải lên cái gấp của 1299 à. Hoặc là gấp V4, kiểu kiểu gì đó. Nhưng mà gấp V4 không gắn được. Còn mấy con dòng này là chỉ gắn được 1199, 1299 thôi. Là nó xài chung với lại V2 luôn đó. Takashimaya vẫn luôn có những cái concept rất là dễ thương. Lúc nào cũng vậy. Một trong những cái mall mà thích nhất tại Sài Gòn, tại Việt Nam luôn á, mình không có đi cái nào mà mình thích bằng. Không phải là vì nó có nhiều cái nó không phải là vì nó bự, nó to hay gì hết, nhưng mà thật sự là mình có rất nhiều cái đẹp đẹp ở đó. Mình mới quen vợ mình cũng ăn uống ở đó, rồi mình những cái tập vlog đầu tiên trên kênh YouTube của mình cũng quay ở đó nữa. Mình thử là đó, lý do cho nên mình rất là thích. Mỗi lần vào có một cái, mình có một cái vibe nó rất là quen thuộc và thích thú. Ô cha, quán nào uống cà phê hợp lý ở quận Nhất Nhĩ? Để xe mà ngồi ngắm được khó ta. Để mình coi. Hay là thẳng qua bên quận 2 luôn. Bạn thấy sao? Cho mình một lời ý kiến với. Chứ đậu xe ở đây thì cũng hơi ấy đó. Đậu xe ở khu này hơi khó. Hơi trơn nha. Bánh mà nó nguội á, mình dặn cái mình biết nó nguội liền. Tay can. Sẵn lệ vậy.
xe đỏ bên này. Ồ, chưa có ai hết rồi, vắng lắm. Vòng cho nó mát, mát mẻ. Đúng là trời mưa xuống nó cũng đỡ, chứ bình thường kêu mình lấy xe ra đi buổi tối là chịu chết, chạy không nổi bạn ơi, nóng lắm. Đây thì ok nè. Quay 5k lần, không biết cái pin này nó thổi nổi không. Thẻ thì nổi nhưng mà sợ pin nó thổi không nổi. Mình có mang 2 cục không sao. Biết là tại sao các bạn thích coi những cái clip mà dạo phố buổi tối rồi nó chiều vãi luôn, xong rồi còn đường phố nó cũng vắng, xong rồi lên đèn mọi thứ nhìn giống như là các bạn đang có cảm giác đi chơi với mình đúng không? Ý là mọi người cùng dạo phố, cùng đi chơi giống với mình đó, chứ không phải là đi chơi với mình. Má nói gì ta, sao nóng thiệt luôn á. Nóng không? Chưa quen á, chứ chạy quen rồi cũng nóng à. Tại vì mấy bạn đang ngồi trên cái cục máy mà. Xe cũng mới mẻ chứ. Chậm thôi. Đông quá, còn Highland đông quá. Ê, nó có để bàn ở ngoài luôn kìa. Ảo quá vậy. Mini bike của tê vậy. Ai trời. Wow. Đợi bên xíu nha. Hai con đẹp vãi chưởng. Phê quá hả. Cảm ơn này cả.
hơi bị gắt. Xe. Ngon nha mấy bạn. Quá ngon. Em tên gì nè, nói lại cho bạn biết nè. Em tên Lộc. Rồi, Lộc. Lộc. Ừ, nói Lộc. Đây là con 959 của Vinh và đây là con 899 của Lộc. Thì Lộc không biết cái điểm nào khác nhau, thì ban đầu mình mới mua mình cũng không biết. Thì các bạn có thể thấy được á, là cái đuôi con riêng cá nhân của anh nha Lộc, anh sẽ thấy con này cái đuôi đẹp hơn. Này em thấy nó một em thấy nó một khối không? Mà nó bự, thì nó ngầu lắm. Đèn hậu thì xài giống nhau nè. Này em nhìn đây nè. Đèn hậu thì bây giờ là Lộc với lại anh đang đi một cặp Sinyan NRC y chang nhau luôn á. Cái phần nhám nó cũng giống nhau luôn, nhưng mà cái phần ốp ở trên thì nó lại khác. Đó, phần ốp ở trên á của anh á là nó ghép lại hai mảnh. Nó ghép mảnh này với lại nó ghép mảnh này, xong mà nó có thêm miếng nhựa. Của em là chỉ có miếng trên này thôi. Tháo này ra, giật ra là nó lòi ra ở bên trong. Còn bình xăng mọi thứ nè, rồi Lộc nhìn ngang nè, y chang nhau luôn. Đó, y chang nhau, không khác nhau gì đó. Còn mà Lộc thấy bự là do lúc đó anh đang chỉnh cái xe nó cao. Rồi tiếp theo có cái này đó là Lộc. Cái này là cái quyết định nè, là mình sẽ thích 899 hay là 959 nè. Đó, em coi cái đề mi nè. Em nhìn cái đề mi này nè. Nó bự mà nó sệ, nó đưa ra ngoài quá trời luôn. Còn của anh đó là nó cục. Nó ngủng à. Nè, em nhìn cái miếng đen này nè. Nó ra đây là ha. Rồi em coi miếng của anh nè. Nó có chút xíu à. Đó, cho nên nhiều người ta không thích cái đầu này. Người ta nói cái đầu này nhìn hiền quá. Nhưng mà cái đầu này á, thì cái đèn với lại cái form á, thì nó lại na ná con V4. Mà con này á, thì nó lại giống những cái con 1299 và 199. Nhìn nó quậu hơn nhiều. Nhìn nó đúng chất mấy con banh, mấy cái dòng xe hồi xưa á. Người ta rất là thích cái form này. Cho nên 959 nhiều khi ra người ta không mê. Đa số anh thấy bạn bè anh luôn á, rồi mê cái dòng này hơn. Tại vì em thấy không, mọi thứ nó bự á. Cái mí này nó bự, vàng áo. Vàng áo thì đúng là bên này nó nhỏ hơn xíu nha. Đó, đây có thể nhìn nè. Đây nè, cái phần fairing bên phải á, nó quát ra ngoài. Còn bên đây nó ôm vô nè. Đó. Em thấy nó mập hơn chút xíu thôi, nhưng mà nó bự hơn thì nó không bự. Nó chỉ khác chút xíu thôi, chứ nó không, chứ không, nó không phải là có cái gì đó nó bự hơn hẳn luôn, nó không hề có chuyện đó. Rồi hai con. Ban đầu á, lúc mà anh mới chơi á, anh nhìn anh không phân biệt được. Hứa luôn, anh không hề phân biệt được. Đúng không? Sao phân biệt nổi? Em ban đầu cũng vậy. Nhưng mà tại vì là em không thấy sự khác biệt nhiều quá, cho nên em vẫn chọn con 899 đúng không? Mà bây giờ cũng đang có ý định dọn lên cái gì nè. Nói cho bạn biết luôn nè. Em tính dọn lên chẳng V4 V4, V2. Ok. Đó. Rồi vô đây đi xe kia. Bây giờ mình sẽ ngồi dẫn hai con cho bạn xem nha. Thực ra thì con này hồi xưa mình cũng mê lắm. Nhưng mà tại vì Lộc cũng biết chứ anh đã từng mua một con 899 rồi. Anh nói mua 959. Thì sợ luôn. Không khác gì hết á, cảm giác thực sự không khác gì hết, rất là như nhau luôn á. Cũng như là ngồi xanh gì hết, chứ không phải là ngồi một con gọi là cảm giác mà ngồi lên mình thấy nó bự hơn hay là mình thấy nó nhỏ hơn thì cái nó quá. Em thử ngồi xanh đi. Ok. Nó cao hơn chứ ta. Tại vì anh đang tăng lên chiều cao giống anh mà. Chuẩn của anh á, cao lắm. Thấy chưa, khó chịu liền. Đúng không? Nó cao quá. Cao. Thì anh phải canh cái phục trước và phục sau nó chuẩn chiều cao của anh và cân nặng của anh. Anh phải xét theo cái thông số. Chạy đường mình nó cao hơn bình thường. Đúng rồi, nhưng mà em vẫn phải. Nếu mà cái xe này á, nếu mà giờ em ngồi thử coi, anh sẽ xem luôn cái chiều cao xem sơ sơ coi. Rồi cái độ nhúng của cây phục nó như thế nào. Em đang cao mét mấy? Mét 65 nè, cái này là ok nè, miễn là em đừng có chống hết bàn chân là được. Tại vì khi mà mình ngồi lên cái xe mà chống hết bàn chân là cái xe nó thấp quá. Rồi phục trước thì anh thấy cái cảm giác của anh là phục trước nó hơi mềm, tại vì cái xe này em thấy là cái đít nó thì nó đang lên cao, còn cái đầu á thì nó giống như nó đang bị chúi xuống nè. Các bạn thấy nè, nè cái hành trình phục của bạn nó ngồi lên nè. Đây ha, rồi em xuống xe đi. Rồi các bạn thấy giãn không? Một phút như này khá nhiều.
cho nên là em chạy sẽ hơi mệt, nó bị dồn tới phía trước á, nó bị nặng nề, nó bị mệt. Đó là những cái chia sẻ sơ sơ. Ừ thì cái này mình tăng chỉnh lại cái phuộc này, mình sẽ lấy thông số để mà mình đưa cái này về standard hết. Sau đó thì mình sẽ chỉnh theo đúng cái chiều cao cân nặng của em. Thì đó là những cái căn bản, những cái mà kiến thức căn bản để mình chạy một cái xe cho nó chuẩn thôi, không sao hết. Bản đồ này em cũng thích là đây nó có lên sẵn một gấp luôn. Tiền đó em. Tiền không đó, không giỡn đâu. Trời ơi. Nếu mà em mua đồ mà nguyên zin á, hơn 100 chai hứa luôn. Hơi phê. Thấy nó khác liền đúng không? Được cái dè carbon nè. Rồi được cái húp luôn nè em, không có đồ chơi nè, cái húp nè. Húp đồ chơi đó. Còn zin thì nó sẽ không có màu như vậy. Đó nè, qua hai gấp thấy hiền liền thấy không? Thấy khác liền thấy không? Quá đẹp các bạn ơi. Ok thì đó là những cái kinh nghiệm rất là căn bản thôi, vô luôn các bạn luôn. Đó thì sau này mình với Lộc sẽ, tại vì hai đứa gần nhà nhau á các bạn, sát bên nhà nhau à, cho nên đó. Dường như mình làm cái gì, mình dọn cái gì cho Lộc thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Thì anh em nào mà đang đi 899, 959, nói chung là những cái dòng Panigale thì hãy liên hệ tụi mình để gọi là cái hội dùng nhà chơi cho nó vui. Quận 10, quận 10. Ok thì sau khi mình tư vấn cho Lộc thì anh em mình sẽ dọn với nhau một xíu các bạn. Đó là bây giờ mình sẽ về mình cho Lộc xem những cái tester, carbon ví dụ như là carbon vỡ, rồi vân xéo, rồi vân cổ ong để cho Lộc lựa. Sau đó là mình sẽ làm. Thì cái này nó chỉ giảm cái sức nóng lên trên cái cơ thể mình thôi, chứ chúng ta không có thay đổi nhiệt độ xe và nó cũng không có giảm được cái nhiệt độ của xe. Các bạn hãy hiểu cho nó đúng nha. Còn như thế nào thì làm thế nào để cho nó giảm nhiệt độ xe thì chỉ có cách là các bạn chạy đường thoáng, né giờ buổi trưa ra thôi. Và nhớ kiểm tra nước mát, kiểm tra nhớt, vệ sinh những cái thứ đó cho nó kỹ. Không còn cách nào khác hết. Nếu các bạn có nhiều tiền thì các bạn sẽ bỏ ra đâu đó cỡ 3.500 USD để mà lên cái két H2O. 3.500 đô. Xuống cái thường cỡ 5-7 độ cũng nhiều quá. Ok thì các bạn hãy đợi cho cái xe của Lộc biến hình nha. Giấy tem với Lộc ha, tricolor nữa. Những thứ nó rất là rẻ tiền, nó rất là tiết kiệm nhưng mà nó sẽ thay đổi hiệu quả về cái nhìn xe mình. Và cái hiệu năng của xe là cái cách mà mình giảm nhiệt độ lên trên cơ thể mình cũng làm cho cái xe mình nó dễ chịu hơn. Chứ bây giờ thì Lộc kêu là đang chơi CBR600 qua đây hơi ngột, thì Vinh cũng vậy. Thì các bạn cũng nhớ xem clip là cái máu Vinh lên đầu tiên là những cái ốp carbon đó. Đón xem nha các bạn. Bye bye. Que todo acabará por otra mujer.